chị chồng nhất à. Khi mà Thu Thủy nhận được lời tham gia chỉ là khách mời của bức nhạc Hoàng Vũ thôi, thì một sự trong tâm trạng của mình rất là sung sướng và mang theo nỗi lo sợ và hồi hộp ạ. Tại vì Thủy đã nhận lời mời cũng cũng hơi bị khó khăn về phần công việc, nên là phải sắp xếp chỉ mang theo một bài này tập bài này. Chắc là cháu sẽ có rất là nhiều sơ sót, nhưng mà hy vọng là cái cuộc này cũng đã đem tới một cái điều gì đó thật là thú vị cho tất cả quý vị đang ngồi đây cũng như là đang cố gắng giám khảo. Nhưng mà quý vị ơi, lúc nào